anh Zano của VTV24 lại gây bão với màn cà khịa, trở thành anh hùng thời nay có lẽ cũng lắm rắc rối. Có thể nói biên tập viên Việt Hoàng là gương mặt được khán giả yêu thích nhất trong bản tin chuyển động 24 giờ bởi lối dẫn dắt hài hước hóm hỉnh cũng như những màn cà khịa vô cùng thâm sâu. Trong mục điểm tuần trưa nay ngày 6 tháng 3, anh Zano, nickname của Việt Hoàng đã comeback với màn cà khịa cực gắt về việc cộng đồng mạng tranh cãi qua sự việc người hùng Nguyễn Ngọc Mạnh cứu bé gái rơi từ chung cư tầng 12. Cụ thể, vợ muối của VTV24 đã mượn câu chuyện cổ tích Thánh Gióng để nói về việc làm của những người hùng. Nếu như Thánh Gióng sau khi đánh đuổi giặc Ân có thể bay thẳng về trời trong sự ca ngợi của mọi người, thì anh hùng thời nay lại phải chịu vô vàn rắc rối. Từ việc bị hack Facebook, mạo danh đến việc được tung hô và có thể trở thành KOLs bất cứ lúc nào. Nếu ở thời đại của truyện cổ tích mà có cả mạng xã hội rồi công nghệ va, thì trở thành anh hùng có lẽ cũng lắm rắc rối. Ví dụ nếu gặp phải hội yêu che chẳng hạn, và cũng chỉ có ở truyện cổ tích thì người hùng mới được quyền làm xong sứ mệnh của mình rồi biến mất trong sự tung hô, không lo bị hack Facebook, không lo bị mạo danh để trục lợi. Còn người hùng của hiện thực thì chắc chắn sẽ đổi đời. Biên tập viên Việt Hoàng cũng nhắc đến một câu nói bã mạng thời gian vừa qua về việc này: thời tới cản không kịp. Tuy nhiên, cách người tài xế dũng cảm ấy đối diện với thời tới rồi của mình đều khiến người ta trân trọng. Điều mà chúng tôi trân trọng ở người tài xế này không chỉ là hành động cứu người, mà còn là cách anh ấy đối diện với truyền thông với thời sắp tới của mình. Anh ấy kể lại hoàn toàn chính xác những gì khi ấy xảy ra, không hề tô hồng bản thân thêm dù đang ở cao trào của sự tôn vinh. Với nhiều người thì đây có lẽ là một cơ hội lớn để đổi đời, nhưng với anh Mạnh thì đây là cơ hội để làm điều tốt, không phải người hùng. Bên cạnh đó, anh Zano cũng cho rằng người hùng không sinh ra từ khoảnh khắc. Cái rơi lưỡng lự rồi bỏ qua việc cứu hộ hay giúp đỡ một ai đó có lẽ ai trong chúng ta cũng đều từng gặp. Không phải vì chúng ta là người xấu mà vì chúng ta chưa quen làm việc tốt. Khoảnh khắc quyết đoán cứu người chỉ có thể sinh ra từ cách sống thực tế. Còn các bạn nghĩ sao về những thông tin vừa rồi? Đừng quên để lại ý kiến của mình ngay dưới phần bình luận để cùng chia sẻ với DNews nhé. Còn bây giờ, hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.